Anh có một thời tuổi trẻ đẹp lắm, cố gắng không nề ngà gục, đổi lấy thứ anh cho là hạnh phúc. Cảm ơn trời dạy anh một điều thôi, bình yên đâu phải là nơi xa xôi. Những nghĩ suy, những mong cầu đã đổi thay trong anh nhiều từ bấy lâu. Trưởng thành cho anh khâu vết thương lành, lại càng hiểu hơn người anh muốn trở thành. Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh, ngày ba bữa cơm canh, tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ, quen đối diện lắng lo. Người bình thường như anh đã quá hư danh, chọn học cách chân thành, đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều gian đơn trong chúng ta. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm sẽ đến nơi. Bước chậm chậm sẽ đến nơi.